Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các điều kiện, nghĩa vụ và quy trình đăng ký hoạt động đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Tại hội nghị phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP do Bộ Công Thương tổ chức, đại diện Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương đã giao Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng các cơ quan đơn vị nghiên cứu, xây dựng các giải pháp hỗ trợ, phát triển, ứng dụng hợp đồng điện tử rộng rãi tại Việt Nam, đưa hợp đồng điện tử trở thành một đòn bẩy quan trọng để phát triển nền kinh tế. Đối với hoạt động giao dịch xuyên biên giới, xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với các đối tác nước ngoài bằng các phương thức hợp đồng điện tử từ lâu nay, đặc biệt với các đối tác tại các nước phát triển. Khảo sát của Bộ Công Thương trong sách trắng thương mại điện tử 2021 cho thấy có 33% doanh nghiệp được khảo sát đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại. Tại hội nghị này, các diễn giả chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đã chia sẻ những thông tin giúp các doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho các giao dịch, giao kết hợp đồng và làm thế nào để chứng minh được giá trị pháp lý như bản gốc của hợp đồng điện tử khi làm việc với bên thứ ba, làm thế nào để bảo mật thông tin cho doanh nghiệp khi áp dụng hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp của mình.